Số phận bảy chị đẹp, các chị đẹp thành đoàn hầu hết đều có kế hoạch riêng. Ninh Dương Lan Ngọc thậm chí thông báo tạm rời showbiz đi du học. Việc lập nhóm thành đoàn sao chị đẹp đạp giả dễ sóng còn bỏ ngỏ. Số phận nhóm thanh đoàn ở bản Việt được khán giả dự đoán từ lâu. Nhiều người cho rằng các nghệ sĩ rất khó hoạt động cùng nhóm nếu không có đơn vị chủ quản đứng ra thống nhất, đảm bảo quyền lợi. Kế hoạch và định hướng của mỗi chị đẹp cũng không giống nhau. Hơn thế thị trường âm nhạc Việt trước giờ không trộn nhóm nhạp. Vì thế phần trăm bảy chị đẹp lập nhóm là không cao chung kết hạ màn lệ quyên một trong bảy nghệ sĩ có tên trong danh sách bảy chị đẹp thành đoàn có những chia sẻ về hoạt động nhóm lời nói của lệ quyên trên trang cá nhân khiến khán giả chắc chắn rằng nhóm đạp giò đã nhanh chóng tan rã ngay khi vừa thông báo ra mắt sau đêm chung kết các chị đẹp sẽ không còn đứng chung trên sân khấu mỗi người chọn con đường riêng tìm kiếm thứ mình mong muốn lệ quyên chia sẻ Chia sẻ với phóng viên Diệp Lâm Anh nói có thể quay lại showbiz khi được khán giả ủng hộ sau chương trình chị đẹp. Lúc đầu tôi không nghĩ đến việc trở lại showbiz, tôi muốn tập trung vào kinh doanh và gia đình. Tham gia chị đẹp với tôi là cuộc vui, nhưng không ngờ đam mê trỗi dậy thêm đó là sự yêu mến của khán giả. Tôi suy nghĩ đến việc vừa kinh doanh vừa làm nghệ thuật cống hiến. Ấp ủ dự định hoàn thiện nâng cao kỹ năng diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc quyết định du học ở Australia hoặc thêm các khóa học ngắn hạn tại Hàn Quốc, Mỹ. Trước đó người đẹp cho biết vì yêu thích sâu chị đẹp, cô hoãn việc học để tham gia. Trường nhóm trang pháp được kỳ vọng có bước đột phá trong sự nghiệp hậu trị đẹp. Cô mới đầu quân cho công ty đào tạo, quản lý và phát triển nghệ sĩ, công ty đứng sau so thành công của Chipu. Một số khán giả dự đoán trang pháp sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới hoặc có thể làm nghệ sĩ Việt tiếp theo sau Chipu góp mặt trong tỷ tỷ đạp giá dễ sóng mùa năm. Về phần Emily, cô tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả nhưng nhận nhiều phản ứng tiêu cực. Cần thời gian phù hợp để em ly tung sản phẩm nghệ thuật trong tương lai gần. Các chị đại như Thu Phương đi lại giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian đạt gió bản Việt. Cô phải hoạn đám cưới cùng dụng Turner vì tham gia ghi hình sâu. Cả Thu Phương, Mỹ Linh, Lệ Quyên chưa công bố kế hoạch mới.